Sử dụng kỹ thuật đỉnh của chóp để giải một bài toán tích phân ở mức độ vận dụng cao. Xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đề bài như sau: cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn 0,1 và thỏa mãn f(x) bằng x bình phương cộng 12 lần tích phân từ 0 đến 1 của x bình nhân f căn x. Hãy tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm f(x). Thực ra đối với bài tập này, chúng ta chỉ cần có hướng nhìn đúng thì bài toán trở nên rất đơn giản. Ở đây đề bài cho chúng ta hệ thức f(x) bằng x bình cộng 12 lần tích phân từ 0 đến 1 của hàm x bình f căn x. Ở đây về mặt bản chất thì tích phân từ 0 đến 1 của hàm x bình f căn x nó đóng vai trò là một hằng số. Bởi vì việc tính tích phân không phụ thuộc vào biến số mà chỉ phụ thuộc vào cận. Như vậy biểu thức đã cho thì chỉ có x bình thay đổi, còn tích phân này không đổi. Do đó ta sẽ đặt A bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm x bình f căn x dx. Thầy chú thích vào đây nó là hằng số. Từ hệ thức sau ta suy ra f(x) sẽ bằng x bình cộng 12a. Hàm dưới dấu tích phân liên quan đến căn x, cho nên chúng ta sẽ thế x bằng căn x. Ta có f căn x, chỗ nào có x ta thay bằng căn x, sẽ bằng căn x bình phương cộng 12a bằng x cộng 12a. Do đó A sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm x bình phương nhân f căn x là x cộng 12a. Đối với hệ thức này thì chúng ta có thể dùng chức năng solve ở máy tính cầm tay để giải, sau đó chúng ta lưu nó vào bộ nhớ A. Như vậy chúng ta xác định được hàm f(x). Rồi ta thay vào tích phân y để chúng ta tính. Tuy nhiên máy tính cầm tay không phải lúc nào cũng giải được. Cho nên thầy sẽ cung cấp cho chúng ta kỹ thuật giải như sau. Chúng ta biến đổi hệ thức này như sau. Ta nhân phóng ngoặc ra, sử dụng tính chất tích phân của một tổng và hằng số có thể đưa ra ngoài tích phân. Ta được A bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm x mũ 3 cộng với 12A là hằng số ta đưa ra ngoài, nhân với tích phân từ 0 đến 1 của hàm x bình. Tích phân đầu tiên bằng x mũ 4 chia 4 thay cận từ 0 đến 1 cộng với 12A x mũ 3 chia 3 thay cận từ 0 đến 1 bằng 1/4 cộng 4A. Giải ra ta được A bằng -1/12. Thay ngược lên trên ta được hàm f(x) bằng x bình -1. Suy ra y bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm f(x) sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 của hàm x bình -1. Tính tích phân ta được bằng x mũ 3 chia 3 trừ x lấy cận từ 0 đến 1. Bằng 1/3 trừ 1 bằng -2/3.